Tôi, Duy Nguyễn, người khai sinh ra triết lý thể hiện phục vụ cuộc sống, chứ không phải cuộc sống phục vụ cá nhân. Từ một sinh viên nghèo, tôi đã thay đổi cuộc đời của mình thông qua Duy. Giờ đây, tôi đã có địa vị, tiền tài, hạnh phúc sánh đôi. Và tôi tự tin chia sẻ điều này để các thế hệ trẻ dreamer. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, dự án Dream Center Hiệp Phú quận 9 bước đến giai đoạn đổ bê tông sàn tầng 1 với những điểm nhấn kiến trúc cực kỳ ấn tượng. Nối tiếp không gian xanh mát từ tầng trệt, sàn tầng 1 Dream Center Hiệp Phú quận 9 cũng được Tổng Giám đốc Duy Nguyễn ưu tiên trang hoàng không gian cây xanh, thời thượng. Tầng 1 sẽ được bố trí hệ thống máy cardio và máy Select Dry hiện đại, đẳng cấp mang thương hiệu THOL. Điều đáng nói ở đây chính là tầm nhìn của hệ thống máy tập sẽ có view hồ cá, hoa lá đẹp mắt, những ô cửa kính lấy ánh sáng tự nhiên biến không gian phòng gym như mang màu sắc thiên nhiên đầy sức sống. Khác biệt với những phòng gym gắn máy điều hòa, Gym Center Hiệp Phú quận 9 có không gian thân thiện với thiên nhiên. Nhờ thiết kế giếng trời xuyên suốt từ tầng 1 lên tầng thượng lấy ánh sáng và khí trời. Ngoài ra còn có khu vực thông khí giúp tối đa việc trao đổi không khí tự nhiên. Trong tương lai, Gym Center Hiệp Phú quận 9 sẽ là phòng gym đi đầu trong phong cách không gian xanh, mang đến những trải nghiệm tập trong phòng mà như ngoài trời. Tường tầng 1 cao 3,5m tạo nên một diện mạo thông thoáng. Diện tích sử dụng sàn lên tới 300m2 giúp việc bố trí hệ thống máy tập dễ dàng, khoảng cách giữa các máy khá thoải mái. Chỉ cần nhìn vào những hình ảnh bản thiết kế đã đủ khiến chúng ta bị choáng ngợp trước không gian tầng 1 và mường tượng ra tổng thể kiến trúc đồ sộ đầy phong cách của Gym Center Hiệp Phú. Góc nhìn tổng thể không gian xanh, sàn gỗ sang trọng, kiến trúc bắt mắt. Ngước lên phía trên, trần nhà với những thanh cột ngang, dọc, sơn tông màu đen chủ đạo đầy cá tính mạnh mẽ, chấm phá cùng với hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế tựa như bầu trời đêm sáng rực nhờ những vì sao tinh tú. Nhìn sang bốn bức tường, bạn sẽ nghĩ ngay đến một quán cà phê thay vì nhớ rằng mình đang đứng giữa phòng tập gym. Phần tường của Gym Center Hiệp Phú được điểm tô bằng những mảng màu đỏ cổ điển của gạch và xi măng. Đi tập tạ mà tâm hồn nhẹ nhàng như ngồi thưởng lãm cuộc đời tại một quán cà phê thì còn gì thú vị hơn. Thật ấn tượng với hai cột tròn ốp đá màu trắng thanh nhã nằm vững vàng bên cạnh hồ cá, càng làm tăng màu sắc tự nhiên, trang trọng nhưng gần gũi và thanh thoát. Những chiếc gương không bao giờ được thiếu trong các phòng gym. Tại Gym Center Hiệp Phú quận 9 cũng được trang bị hàng loạt gương đáp ứng nhu cầu học viên ngắm nhìn body thay đổi hàng ngày trong phòng tập, điều chỉnh động tác lúc tập luyện và có thể thoải mái selfie. Với mục tiêu gym hướng về thiên nhiên, Duy Nguyễn ưu tiên thiết kế những chỗ nghỉ ngơi có ghế ngồi, không gian cây xanh và gió trời tươi mát cho học viên thư thái sau những giờ tập luyện mệt mỏi. Sự cách điệu trong thiết kế kiến trúc càng làm tăng độ khó cho đội xây dựng. Để chuẩn bị dàn giáo đổ bê tông tầng 1, những người thợ cần mẫn đã phải làm trong vòng nửa tháng. Khâu chuẩn bị kỹ lưỡng tạo nên bộ khung sắt thép đan sàn cực kỳ vững chắc. Sàn đan hai lớp thép phi 12, kê cao 7cm, đà kiên cố chia thành 5 đà lớn, rộng 45cm, sâu 60cm, đan bằng thép phi 25. Đồng thời công trình bổ sung thêm 5 đà nhỏ, đan xen giữa các đà lớn, rộng 20cm, sâu 50cm, đan bằng thép phi 22. Phần cột chắc chắn nhờ hệ thống thép phi 22, tổng khối lượng sắt thép đan sàn lên tới gần 26 tấn. Với bộ khung vững bền này, cho phép Gym Center Hiệp Phú quận 9 lắp đặt những thiết bị tập luyện kích thước lớn, chắc khỏe. Nhờ vậy, hạn chế tình trạng rung sàn trong quá trình khách tập luyện với mức tạ nặng. Điểm nhấn cực kỳ ấn tượng tại tầng 1 chính là kiến trúc phong thủy. Thiết kế hồ cá cùng cây xanh tươi mát nằm ngay bên cạnh hệ thống máy cardio. Hãy tưởng tượng, bạn vừa cardio đốt mỡ, phục hồi cơ thể, lại vừa ngắm nhìn hồ cá miên man sóng nước, những chú cá vàng bơi lội tung tăng và nước chảy róc rách. Quả thật
là một không gian phòng gym đáng để bỏ đồng tiền bát gạo. Khu vực gần hồ cá và ban công được phân tách đổ sàn âm đẹp mắt, đòi hỏi đội xây dựng phải đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn mức bình thường cho khâu đan sàn. Mọi người đều cố gắng nhằm mang đến một gym center hoàn hảo nhất có thể. Hệ thống đường dây điện và hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được lắp đặt bên dưới sàn thép tỉ mỉ, gọn gàng và đúng tiêu chuẩn. Tiết trời tháng 8 vẫn còn khá oi ả. Trong ánh nắng vàng, đội thi công tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi tiến hành đổ bê tông. Để đảm bảo một công trình chất lượng nhất, đích thân ban quản lý BBT đã đi kiểm tra cẩn thận từng mối hàn và trực tiếp giám sát mọi tiến độ đổ bê tông sàn Gym Center Hiệp Phú quận 9. 9 rưỡi phút sáng, hệ thống máy đổ bê tông dọc đã sẵn sàng đổ xuống những mẻ bê tông tươi đầu tiên trong sự chờ đợi của tất cả mọi người. Trời càng nắng, tinh thần làm việc của đội thi công càng hứng khởi, tất cả nhiệt tình san đèn, tráng, đầm bê tông cẩn thận. Một xe chở bê tông nối tiếp nhau vun đắp vào phần sàn tầng 1, con số 70 mét khối bê tông. Đến 14 giờ chiều, mọi thứ đã hoàn thiện. Phần sàn thô sơ giờ đã láng bóng nền bê tông. Một công đoạn nữa đã hoàn thành. Gym Center Hiệp Phú quận 9 sẽ sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động trong năm 2018. Chúc dự án Gym Center Hiệp Phú quận 9 luôn thuận buồm xuôi gió. Chúc BBT và Tổng Giám đốc Duy Nguyễn phát triển vững mạnh hơn nữa trong tương lai.